Rồi, hiện giờ sư thầy đang chuẩn bị để điện cứu hòa sĩ Vũ Linh đấy mọi người. Trên đây là cái bảng cáo phó đây ha. Hưởng họ 67 tuổi rồi mọi người. Mấy anh lên lại xe qua mọi người lên lại giùm em và em cảm ơn nhiều. Cảm ơn.
sớm phải chừng 8 giờ đó. Ngày kia mình chỉ nghe em ngủ hết rồi. Mình thích ông lâu rồi, 5 tuổi là nghe ông thích rồi. Cảm ơn. Rất là yêu mến chú Vũ Linh. Nhưng mà đi ngang đây cũng lo cho bạn cái số rồi cuộc sống của chú Vũ. Em cảm ơn ạ. Mọi người lôi ra phía sau em cảm ơn. Lên lại giùm em ạ. Em cảm ơn nhiều ạ. Mọi người lôi lôi lại giùm em ạ. Đứng ép ép rồi xin thầy rồi.